Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Hôm nay là ngày 16 tháng 9 năm 2021. Em lại quay tổng hợp tất cả những mẫu xe bản sedan hiện đang có tại cửa hàng và những mẫu xe vừa mới cập bến cửa hàng. Vậy thì bác nào mà đúng chân một trong những mẫu xe nào hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị, hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Địa chỉ của em đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, nằm ngay sát quốc lộ 10 đối diện với chùa Cao Linh. Bên em là đơn vị chuyên kinh doanh mua bán, trao đổi, ký gửi tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Và chiếc đầu tiên là chiếc Kia Pride. Kia Pride có năm sản xuất năm 199. Con này là sản xuất năm 2003. 2003 các bác nhá. Phiên bản là số sàn máy 1.5 máy xăng. Mang biển kiểm soát Hà Nội 29A 89969. Giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 54 triệu đồng. 54 triệu đồng các bạn đã sở hữu một mẫu xe Kia Pride, một mẫu xe tập đi tập lái, tránh mưa tránh nắng, đăng ký 5 chỗ ngồi. Và đây là một mẫu xe nhập nhật này, đó là một mẫu xe Lisan sản xuất những năm 1992, đăng ký năm 1993, hàng nhập nhật các bác nhá. Bản sedan hai đầu, mang biển kiểm soát Thái Nguyên. Giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 48 triệu đồng. Hàng nhập nhật, máy 1.8 máy xăng, máy chất gầm chắc, điều hòa mát này. Nội thất sạch sẽ các bác nhá. Một mẫu xe Nissan nhập nhật này. Nội thất ok, màn hình cam nồi đầy đủ. Máy lổ còi kêu, 4 bánh quay đều. Giá tiền chỉ có 48 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Nissan hàng nhập nhật các bác nhá, sơn si thì sáng bóng chặt chẽ này. Và đây là một mẫu xe Kia Pride có năm sản xuất 2000 các bác nhá, sản xuất năm 2000, sơn si màu trắng này. Giá tiền 46 triệu đồng, 46 triệu đồng một mẫu xe Kia Pride sản xuất những năm 2000 các bác nhá. Phần nội thất của xe này đó, bô lăng của nó là bô lăng 3 chấu các bác nhá, sản xuất năm 2000. Máy lổ còi kêu, 4 bánh quay đều. Một mẫu xe Kia. Đấy. Con này là con CD5 các bác nhá, sản xuất năm 2000. Giá tiền chỉ có 46 triệu đồng. Đấy, bao ship toàn quốc cho các bác nhá. Và đây là một mẫu xe này, là mẫu xe Hyundai Grammy 10. Con này là bản đủ tư nhân chính chủ biển Thái Bình, 17A 22644. Giá tiền trước này là 288 triệu đồng cho một mẫu xe i10 nhập khẩu nguyên trước từ Ấn các bác nhá. Đấy, nhập khẩu bản sedan hai đầu, bản đủ tư nhân chính chủ biển Thái Bình, sơn si màu bạc này, la răng đúc, túi khí ABS đầy đủ, gương kính chỉnh điện cục xe. Và đây là một mẫu xe này, là mẫu xe Daewoo Lachatti. Daewoo Lachatti có năm sản xuất 2010 các bác nhá, 2010. Phiên bản là số tự động, máy 1.6 máy xăng. Một mẫu xe Daewoo Lachatti CDX này, sản xuất năm 2010. Hàng nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc, số tự động, máy 1.6. Đây là một mẫu xe gia đình. Trang bị túi khí ABS đầy đủ, gương kính chỉnh điện cột xe nguyên bản. Form giá của nó không bao giờ bị lỗi thời các bác nhá. Giá tiền 255 này chỉ còn 245 này, 245 triệu đồng. Và đây là một mẫu xe Daewoo Maclus. Daewoo Maclus có năm sản xuất 2004. Phiên bản là số tự động, máy 2.5 máy xăng, mang biển kiểm soát Hà Nội, sơn si màu đen này. Giá tiền trước này là 120 triệu đồng các bác nhá. 120 triệu đồng cho một mẫu xe Daewoo Maclus này, giá 120 triệu đồng các bác nhá, số tự động. Xe gia đình đăng kiểm đến tháng 2 năm 2022. Đấy, tư nhân chính chủ biển Hà Nội,
hai túi khí an toàn, ghế da nguyên bản các bác nhá. Con này vẫn còn ghế da nguyên bản, màn hình cam nồi đầy đủ. Đấy, màn hình cam nồi đầy đủ, sơn si sạch sẽ đẹp đẽ, la răng úp 4 bánh, túi khí ABS đầy đủ. Và đây là một mẫu xe i30 CV kép, có năm sản xuất 2009 các bác nhá, 2009. Phiên bản là số tự động, máy 1.6 máy xăng, hàng nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc. Với giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 285 triệu đồng. Đấy, 298 nay còn 285 triệu đồng các bác nhá. Một mẫu xe i30 CV kép này. Đấy, nội thất này, nguyên bản này các bác nhá. Trang bị túi khí ABS đầy đủ, gương kính chỉnh điện này. Một mẫu xe nhập khẩu nguyên trước các bác nhá. Đăng ký 5 chỗ ngồi, rất là rộng rãi các bác nhá, rất là rộng rãi luôn. Và đây là một mẫu xe Mazda 3S này. Mazda 3S có năm sản xuất 2009. Phiên bản là số tự động, máy 2.0 máy xăng, mang biển kiểm soát Hà Nội. Với giá tiền là 322 triệu đồng. Em giảm giá nay chỉ còn 299 triệu đồng các bác nhá. 299 triệu đồng. Bao zin cả xe. Đấy, máy số zin, bao test hãng các kiểu các bác nhá. Đấy, bản phun cửa sổ trời, hàng nhập khẩu nguyên trước từ Đài Loan. Một mẫu xe Mazda này. Dòng Mazda thì máy móc của nó rất là lành các bác nhá. Đồ đạc rất là dễ thay thế rồi. Không hay hỏng vặt, số tự động, máy của nó 1.6 các bác nhá. Tư nhân chính chủ biển Hà Nội đây. Đấy. Bô kép hai ống xả các bác nhá. Lợn sơn xi màu trắng này. Bản sedan hai đầu, bản phun đấy các bác nhá, bản phun cửa sổ trời. Và đây là một mẫu xe mang biển kiểm soát Phú Thọ này. Đó là một mẫu xe Daewoo Lachetti. Có năm sản xuất 2008 các bác nhá. Đấy, một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng này. Với giá tiền trước này là 146, nay chỉ còn 140 triệu đồng các bác nhá. 140 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Daewoo Lachetti. Đấy, bản lắp ráp trong nước, màn hình cam nồi này. Màn hình Android to phạc các bác nhá. Đấy, 140 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Daewoo Lachetti sản xuất những năm 2008 này. Số sàn các bác nhá, số sàn máy 1.6 này. Và đây là một mẫu xe này, là mẫu xe Kia K3 này. Kia K3 sản xuất năm 2014 các bác nhá. 2014. Phiên bản là số sàn, máy của nó 1.6 máy xăng. Chỗ này bên em đang chào bán với giá là 379, nay chỉ còn 369 triệu đồng các bác nhá. Sơn xi màu trắng, la răng đúc, túi khí ABS đầy đủ các bác nhá. Gương kính chỉnh điện, cụp xe. Đấy, Cruise Control các bác nhá. Cruise Control này. Đấy, ga tự động các bác nhá. Đấy. Rất là nhiều option. Đấy. Với giá tiền là 369 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Kia K3, màn hình cam nồi đầy đủ các bác nhá. Sơn xi màu trắng, la răng đúc 4 bánh này. Phanh đĩa 4 bánh, túi khí đầy đủ các bác nhá. Vùng điều hòa phía sau này. Đấy. Trần nỉ nguyên bản này. Đấy, form dáng của nó rất là trườn xe các bác nhá. Giá tiền là 369 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Kia K3, form dáng rất là phong cách thể thao. Và đây là một mẫu xe Hyundai ASEAN này. Hyundai ASEAN có năm sản xuất 2012. Phiên bản là số tự động, máy 1.4 máy xăng các bác nhá. Máy của nó 1.4 này. Đây là một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng, biển kiểm soát Hải Phòng. Nội thất ghế da nguyên bản, bao tét hãng các kiểu các bác nhá. Bao máy số zin. Đấy, với giá tiền là 348 triệu đồng. 348 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Hyundai ASEAN, hàng nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc các bác nhá. Đấy, hàng nhập khẩu, tôi vỏ rất là dày, form dáng rất là ok, sơn xi sạch sẽ đẹp đẽ, tư nhân gia đình sử dụng. Đây là một mẫu xe tiền tỷ này. Đó là một mẫu xe Audi A6 này, sản xuất 2006 này, đăng ký và lăn bánh lần đầu 2009 này. Với giá tiền là 338 triệu đồng, mang biển kiểm soát Quảng Ninh, tư nhân một chủ sử dụng từ mới qua nhá. Đấy, với giá tiền là 338 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Audi, hàng nhập khẩu nguyên trước từ Đức các bác nhá. Hàng nhập Đức các bác nhá. Máy 2.4 máy xăng. Đấy, sau đây em sẽ tiến vào phần nội thất của xe này. Vâng, đây là phần nội thất của xe này. Đấy, nội thất ghế da nguyên bản các bác nhá. Máy ghế da nguyên bản này. Đấy. Với giá tiền là 338 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Audi. Đấy. Audi A6 sản xuất 2006 này. Đấy, 2009 nó mới xuống đường các bác nhá. 2009 nó mới lăn bánh này. Đây là một mẫu xe Toyota này.
Toyota Vios là sản xuất 2014, sơn xi màu đen form mới, bản sedan hai đầu, túi khí ABS đầy đủ, gương kính chỉnh điện cụp xe này. Với giá tiền trước này là 325, nay chỉ còn 300 triệu đồng thôi nhá. 300 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Toyota Vios, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng của đá phá không hỏng các bác nhá. Màn hình cam nùi này, đấy, hai túi khí an toàn, gương kính chỉnh điện này, cụp xe các bác nhá. Sơn xi thì màu đen. Đấy. Giá tiền trước này là đấy, 300 triệu đồng các bác nhá, 300 triệu đồng. Còn đây là một mẫu xe này là mẫu xe Kia này. Đấy. Đây là một mẫu xe Kia Celato sản xuất 2009, phiên bản là số tự động máy 1.6 các bác nhá, hàng nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc, mang biển kiểm soát Hải Phòng này. Giá tiền là 289 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Kia Celato sản xuất 2010 lối xuống đường các bác nhá. Đấy, đăng kiểm đến tháng 6 năm 2022 các bác nhá. Đăng kiểm dài miên man, nội thất này, ghế da nguyên bản các bác nhá. Màn hình cam nồi đầy đủ. Giá tiền là 289 triệu đồng. Đấy, bao ship toàn quốc cho các bác nhá. Đấy, bao vận chuyển toàn quốc. Ở đây là một mẫu xe này là mẫu xe Daihatsu Lachetti này. Daihatsu Lachetti sản xuất 2010 này. Đấy, form dáng rất là đẹp các bác nhá, sơn xi màu vàng. Giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 245 triệu đồng. Các bạn đã sở hữu một mẫu xe Daihatsu Lachetti CDX các bác nhá, số tự động bản full cửa sổ trời. Đấy, cửa sổ trời này. Đấy, rất là ok. Nội thất này. Đấy, ghế da nguyên bản này. Màn hình cam nùi này. Túi khí an toàn này. Gương kính chỉnh điện cụp xe này. Đấy, với giá tiền là 245 triệu đồng các bác nhá. Các bạn đã sở hữu một mẫu xe Daihatsu Lachetti CDX i10, Hyundai Grand i10 sản xuất 2016 các bác nhá. 2016 nhập khẩu nguyên trước này. Đấy, nhập khẩu nguyên trước các bác nhá. Nhập khẩu nguyên trước thì ấn này. Với giá tiền 246 triệu đồng các bác nhá. 268 em giảm giá lại còn 246 này. Giảm tới 20 triệu đồng các bác nhá. Đấy, bản sedan hai đầu, máy 1.2. Tư nhân này. Đấy, mang con này mang tên vẫn còn mang tên công ty các bác nhá. Đấy, đăng kiểm thì hết rồi này. Đấy, em sẽ đăng kiểm mới cho các bác nhá. Em sẽ đi đăng kiểm mới tinh cho các bác. Màn hình cam nồi, màn hình Android. Đấy, màn hình Android, ghế da hai màu. Bản sedan hai đầu, xe không lỗi nhỏ các bác nhá. Keo chỉ zin, máy số zin. Gầm bệ chắc, máy chất. Côn số ngọt. Đấy, giá tiền nay chỉ còn 246 triệu đồng các bác nhá. Và đây là một mẫu xe Kia Rio. Kia Rio sản xuất 2016. Hàng nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc này, bản sedan hai đầu, mang biển kiểm soát Hà Nội. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 335 triệu đồng các bác nhá. Sơn xi màu trắng này, 335 triệu đồng. Đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Đấy, một mẫu xe Kia Rio, sơn xi màu trắng này, nội thất này sạch sẽ đẹp đẽ các bác nhá. Bản sedan hai đầu, hàng nhập khẩu thì tôn vỏ của nó rất là dày, đồ đạc của nó rất là dễ thay thế các bác nhá, không hay hỏng hoạt. Với giá tiền là 335 triệu đồng, bao hồ sơ, bao vận chuyển toàn quốc các bác nhá. Và đây là một mẫu xe Mitsubishi Atra sản xuất những năm 2017 các bác nhá. 2017, số tự động, máy 1.2. Đây là một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng, máy số zin, keo chỉ zin, bao test hãng các kiểu con là đều. Hàng nhập khẩu nguyên trước từ Thái các bác nhá. Với giá tiền trước này là 345 triệu đồng các bác nhá. 345 triệu đồng, bao hồ sơ và bao ship toàn quốc các bác nhá. Đấy, 355 nay chỉ còn 345 này, giảm 10 triệu một đầu xe các bác nhá. 345 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Mitsubishi Atra nhập khẩu các bác nhá, nhập Thái luôn. Và đây là một mẫu xe Kia Celato này. Kia Celato sản xuất 2010. Bản này bản đặc biệt, bản xuất trung đông, bản 10 túi khí các bác nhá. Giá tiền trước này là 338 triệu đồng các bác nhá. 2010, 338 triệu đồng. Đấy, nhập khẩu nguyên trước Hàn Quốc. 338 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Kia Celato bản 10 túi khí, bản xuất Trung Đông. Số tự động. Máy 1.6 các bác nhá. Tư nhân gia đình sử dụng luôn. Hồ sơ thì cầm tay rồi. Đấy, hồ sơ em cầm tay các bác nhá. Sơn xi thì màu đen. Đấy, Atra màu đỏ 345.
Và đây là một mẫu xe, này là mẫu xe Daewoo Gencha sản xuất 2010. Số sàn máy 1.5 máy xăng, với giá tiền là 155 triệu đồng. Đấy, các bác đã sở hữu một mẫu xe Daewoo Gencha sơn xi màu bạc này. Đấy, mang biển kiểm soát Hà Nội các bác nhá. Nội thất này màn hình cam lùi đầy đủ các bác nhá. Đấy, tươi mới sạch sẽ các bác nhá. 155 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Daewoo Gencha. Đấy, là bản này bản lắp ráp trong nước, tư nhân chính chủ biển Hà Nội, một mẫu xe gia đình. Đây là một mẫu xe là cắt lỗ thu hồi vốn 250 triệu đồng các bác nhá. 250 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe này, là mẫu xe Toyota Corolla Altis sản xuất năm 2008 các bác nhá. 2008, số sàn máy 1.8 các bác nhá. Số sàn máy 1.8 máy xăng. Đây là một em màu trắng Ngọc Trinh nhỉ. Em này là sản xuất 2015. Con này là bản G, số sàn máy của nó 1.3 với giá tiền 285 triệu đồng. Các bạn đã sở hữu một mẫu xe Toyota Vios, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng của đá phá không hỏng các bác nhá. Sơn xi màu trắng này, mang biển kiểm soát Bắc Giang các bác nhá. Bản sedan hai đầu. Đấy, giá tiền là 285 triệu đồng. Đăng kiểm của nó còn đến tháng 11 năm 2022 các bác nhá. Đấy, phần lóc xe này đăng kiểm thì đấy, khá là dài luôn. Dài như cầu Thanh Trì các bác nhá. Nội thất ghế da màu đen này. Đấy, rất là tươi mới các bác nhá. Mua về chỉ việc đổ xăng mà sử dụng thôi. Còn đây là một mẫu xe Toyota Vios sản xuất năm 2010. Đấy, phiên bản là số tự động, máy của nó 1.5. Con này là bản G các bác nhá. Đây là một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng này. Giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 298 triệu đồng các bác nhá. 298 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Toyota Vios, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng cuối đá phá không hỏng. Nội thất ghế da màu đen, hai túi khí an toàn. Sơn xi màu bạc nguyên bản các bác nhá. Đấy, đây là một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng biển Quảng Ninh. Đấy, giá tiền là 298 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Toyota Vios sản xuất năm 2010 các bác nhá. 2010. Và đây là một mẫu xe này, là mẫu xe Trend Avel sản xuất năm 2015. Phiên bản là số sàn, máy của nó là 1.5 máy xăng. Tư nhân gia đình sử dụng, gương kính chỉnh điện cụp xe. Giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 230 triệu đồng các bác nhá. 230 triệu đồng cho một mẫu xe Trend Avel sơn xi màu đen, la răng đúc 4 bánh. Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Đấy, vừa rồi em vừa quay tổng quan tổng thể tất cả những mẫu xe bản sedan hai đầu, hàng nhập hàng Việt có đầy đủ các bác nhá. Vậy thì bác nào mà đúng chân một trong những mẫu xe nào hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị, hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau ạ.